Đây là anh Quỳnh Tấn Nguyên, người đã làm nghề chạy xe ôm đa khách mưu sinh đến nay đã được 40 năm. Để đó 30.000 nha. Công việc hàng ngày của anh thường xuyên phải di chuyển trên các tuyến đường, các ngõ, hẻm. Chứng kiến nhiều sự bất bình như cướp giật, trộm cắp đã khiến anh không thể làm ngơ trước những sự việc trái với lẽ thường trong cuộc sống. Trong một đêm đó, nó thẳng thắn là gặp anh em bên công an đi tuần, rồi ngồi tâm sự. Tâm sự nói là càng ngày để thấy cái càng ở địa phương mà trên địa bàn thì rất là phức tạp. Thì anh trả lời nói là người dân cũng được quyền tham gia, cũng được quyền tham gia phòng chống tội phạm. Nếu các anh đồng ý, tôi sẽ xin một cái tổ chức để thành lập. Các anh đồng ý không? Tôi đồng ý. Tôi lập tức, nghĩa là làm đơn xin đăng ký để vô đội văn phòng chống tội phạm của huyện. Còn đây là anh Vũ Đức Đông. 10 năm làm nghề chạy xe ôm phục vụ khách, thu nhập cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống của hai vợ chồng. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng anh tham gia vào đội dân phòng liên xã phòng chống tội phạm của huyện Bến Lức cũng chỉ vì một lý do. Tại vì ban đêm tôi chạy xe, tôi thấy nhiều người ta là coi như là bị mất tài sản, người ta khóc lên khóc xuống. Xong rồi nhìn thấy rất là tội nghiệp, cho nên anh em chúng tôi là mới tham gia đội này. Mô hình đội dân phòng liên xã phòng chống tội phạm huyện Bến Lức được thành lập từ năm 2008. Đến nay đã có 10 thành viên, họ cùng hành nghề chạy xe ôm đa khách trên các tuyến giao thông huyết mạch của huyện. Qua hơn 10 năm hoạt động, đội đã phối hợp với lực lượng công an và nhân dân bắt giữ được 450 vụ với hơn 500 đối tượng, thu hồi trên 400 xe mô tô các loại và nhiều tài sản có giá trị khác. Các thành viên trong đội đã được tặng gần 300 bằng khen, giấy khen đột xuất về thành tích truy bắt tội phạm và đặc biệt vinh dự được chọn làm đơn vị giao lưu điển hình tiên tiến do Bộ Công an tổ chức. Dù ngày hay đêm, thì sau khi nhận được tin báo có cướp giật tài sản cũng như tai nạn giao thông, thì các anh đã kịp thời thông tin cũng như là nhận dạng cái đối tượng và cũng như đặc điểm của tang vật bị mất trộm và phân công vị trí chốt chặn. Thì sau khi nhận được tin báo phát hiện đối tượng thì các anh đã cùng với lực lượng công an và quần chúng nhân dân tổ chức truy bắt đối tượng. Thì có thể nói đội dân phòng liên xã huyện chính là điểm sáng của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của huyện. Chị Hồ Thị Tuyết là một trong những nạn nhân bị cướp giật tài sản tại chính ngôi nhà của mình. Đi đám cưới về mà không biết nó có để ý tôi không, tôi không biết. Thì tôi về ở nhà thì tôi thay áo ra, thay các bộ đồ ra, thì tôi nằm võng này, nó vô nó mua chai nước. Chai nước xong rồi nó mới chạy xong nó trở lại nó mua gói thuốc. Gói thuốc thì trong khi đó thì tôi đưa nó chai thuốc mà chai nước mà nó không lấy. Và bắt đầu không biết nó mò mò gì trong túi, nó không biết mà không có lấy tiền hay không mình không biết. Và cái bắt đầu cái nó giật sợi chuyền tôi, tại cái cổ áo nó cũng trống rồi nè. Cái nó giật sợi chuyền tôi tá quả luôn, tôi không biết giáo luôn. Ngay sau khi nhận được tin báo có cướp, trộm cắp tài sản, địa điểm gây án, đặc điểm nhận dạng, đặc điểm tài sản bị mất trộm, các thành viên trong đội dân phòng liên xã phòng chống tội phạm đã phối hợp với lực lượng công an phân công vị trí cho các đội viên chốt chặn. Khi đối tượng xuất hiện tại địa bàn vắng người qua lại, thời gian và địa điểm hợp lý, các thành viên nhanh chóng triển khai đội hình vây bắt cùng lực lượng công an. Nhờ có băng áp và có mấy anh đội dân phòng giúp tôi lấy được lại sợi dây thì tôi cũng cảm ơn. Thì tôi cũng không biết nói gì hết thì lòng tôi thì sao tôi nói vậy, thì tôi cũng nhờ mấy anh công an đó rồi phụ giúp lấy được sợi dây chuyền, trong 3 ngày sau là gia đình ở ngoài là trả lại. Anh Lê Phát An cũng là một trong số những nạn nhân. Trong một lần sơ ý, chiếc xe mô tô của anh
đã bị các đối tượng trộm cắp tài sản lấy đi. Anh đã kịp thời báo tin và may mắn được đội dân phòng liên xã Bến Lức truy tìm và bắt giữ được đối tượng. Thật sự là chúng tôi rất mừng và rất là cảm kích trước cái nỗ lực của lực lượng dân phòng thị trấn cũng như công an thị trấn, công an huyện các cấp đã tích cực truy tìm và đem về lại cho chúng tôi chiếc xe. Tuy giá trị nó không lớn nhưng mà nó cũng là cả một cái sự chắc bóp lâu, rất lâu của chúng tôi mới mua sắm được để làm của. Bến Lức nằm ở phía đông của tỉnh Long An, là cửa ngõ nối liền thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, là địa bàn nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Những năm qua, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện ngày càng phát triển. Kéo theo đó, tình hình an ninh trật tự cũng trở nên phức tạp. Trung bình hàng năm trên địa bàn huyện phát hiện từ 55 đến 65 điểm tệ nạn xã hội, xảy ra từ 75 đến 85 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó đáng chú ý là các loại như trộm cắp, cướp giật tài sản. Với vai trò là chủ tịch huyện cũng chỉ đạo rất là cụ thể đến ngành công an tăng cường lập lại an ninh trật tự. Bởi vì an ninh trật tự có ổn định thì tình hình thu hút đầu tư nó mới tốt được. Và phải nói là ngành công an cũng thực hiện rất nhiều cái biện pháp tấn công các loại tội phạm. Và đặc biệt là xây dựng cái đội dân phòng liên xã. Thì phải nói là cái mô hình đây là mô hình đặc biệt của Bến Lức. Và chúng tôi đã khi thực hiện cái mô hình này thì phải nói là chọn các cái địa bàn trọng điểm. Và phải nói là trong thời gian vừa qua là cái đội dân phòng này làm rất hiệu quả trên các tuyến, đặc biệt là tuyến quốc lộ 1A. Rồi cũng bắt rất nhiều cái vụ cướp tài sản, đặc biệt là xe Honda, cho không phải trên địa bàn của Bến Lức không, mà kể cả các cái địa bàn của các tỉnh khác đi nha. Đây là buổi công bố quyết định khen thưởng đột xuất trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của Công an tỉnh Bến Tre dành cho hai thành viên của đội dân phòng xung kích phòng chống tội phạm của thị trấn Bến Lức. Vào ngày 23 tháng 7 vừa qua, thì địa bàn thành phố Bến Tre có xảy ra một vụ mất trộm xe mô tô. Thì chúng tôi thông tin thì các anh ở thị trấn Bến Lức cũng như đội dân phòng phòng chống tội phạm Bến Lức là chốt chặn và bắt được đối tượng, thì bàn giao tăng vật và phương tiện cho Công an thành phố Bến Tre chúng tôi xử lý. Từ kết quả đó thì giám đốc công an tỉnh Bến Tre đã trao tặng hai giấy khen đột xuất cho hai anh ở đội dân phòng phòng chống tội phạm ở thị trấn Bến Lức. Hai người được nhận thưởng đột xuất là anh Quỳnh Ngọc Diện và Quỳnh Anh Vũ. Họ đến với đội dân phòng xung kích phòng chống tội phạm thị trấn Bến Lức cũng bởi một chữ duyên. Nhưng đối với anh Quỳnh Ngọc Diện, đó còn là một cái nghiệp. Mình thấy ba cũng làm vậy là mình cũng muốn mình làm theo. Nên là mới học hỏi từ chỗ ba, từ cái kinh nghiệm rồi. Để cái người đi trước rồi mình đang sao thì mình làm, mình rút kinh nghiệm rồi nó sẽ tốt hơn. Nên là làm rất nhiều. Con mới về hả? Rồi công việc. Tôi qua Bến Tre báo mất xe rồi bắt được đối tượng. Rồi nó trộm chiếc SH. Giờ có làm được hay không? Cả một hôm bắt nó. Tình hình nó thì nó cũng tạm ổn. Anh Quỳnh Ngọc Diện là con trai duy nhất của anh Quỳnh Tấn Nguyên. Nếu anh Quỳnh Tấn Nguyên là đội trưởng đội dân phòng liên xã của huyện Bến Lức, thì anh Quỳnh Ngọc Diện là đội trưởng đội dân phòng xung kích của thị trấn Bến Lức. Công việc hàng ngày, ngoài chạy xe Honda ôm để mưu sinh và tham gia đội dân phòng phòng chống tội phạm, thì anh còn làm nghề sửa xe tại nhà để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. Không chỉ có anh Đông, anh Nguyên mà tất cả anh em trong đội dân phòng đều có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng họ tham gia đội dân phòng là bởi cái tâm. Họ chính là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như giữ gìn sự bình yên cuộc sống cho người dân ở địa bàn huyện. Còn đây là không gian của gia đình anh Vũ Đức Đông. Trong căn nhà 15m2 đi thuê, tài sản có giá trị duy nhất là chiếc tủ lạnh chứa đồ. Vợ anh mang bầu sắp đến tháng sinh. Hai vợ chồng ở riêng, không có gia đình phụ giúp. Mấy tháng cuối chắc khám liên tục ha? Tuần khám, tuần 2 tuần khám. Mẹ vợ làm thấy về 3 rưỡi thấy nhanh hết giờ ghê luôn.
anh là quần quần cái chút xíu cái đi trước em về. Cuộc sống của hầu hết những con người trong đội dân phòng liên xã phòng chống tội phạm vẫn còn nhiều vất vả, nhưng dù ngày hay đêm, dù mưa hay nắng, bất cứ khi nào người dân cần đến, các anh sẵn sàng có mặt để trợ giúp họ vượt qua những mối nguy hiểm của cuộc sống. Họ đang hàng ngày hàng giờ âm thầm làm việc tốt cho cộng đồng, và đó cũng chính là nhân lên niềm vui và hạnh phúc cho chính mình. Dù là hiện diện hay lặng thầm thì những cống hiến và đóng góp cũng đều rất quan trọng. Những việc làm giản dị của họ đã lan tỏa trong cộng đồng xã hội, góp phần vào sự bình yên cho cuộc sống. Họ xứng đáng là những tấm gương tiêu biểu cho vượt qua người tốt việc tốt.